xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bé thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, con ngát nén tâm hương, xuân Di Lặc, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi, mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật, hai hoa em cúng dường. Xuân yêu đời, chan nắng ấm quê hương, xuân Di Lặc là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui, mai vàng khắp lối, người hãy đừng quên nhân lành vun trồng. Bố thí từ hòa, nhẫn nhục cảm thông, vui lòng đoàn kết người người quy giới. Xuân đến xuân đi, xuân còn mãi mãi, người đến người đi mang niềm an lạc, sức sống nụ cười ấp ủ tình thương. Mau cùng thắp sáng đạo vàng quê hương, mau cùng thắp sáng đạo vàng quê hương, mau cùng thắp sáng đạo vàng quê hương. Xuân về xin chúc muôn nơi niềm tôn kính Phật dâng cao tột cùng, lòng từ bi thật mênh mông, tâm khiêm hạ thấy mình không là gì, tâm lành vững một đường đi, dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn, đạo màu không thể gì hơn, dẫu bao gian khó lòng son trắng sờn. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy. Chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Ngày xuân Phật tử chúc mừng, mừng cho đạo pháp huy hoàng, mừng cho người hết mê lầm, mừng cho thế giới bớt dần chiến tranh, mừng ai vượt thoát ai hà, lìa xa tài sắc gian tà, mừng ai Phật tánh quay về, về bên chánh pháp dưới chân Phật đà. Mừng người dứt hết sân si mà về đeo tranh quý đạo màu, mừng người thoát cảnh lâm ly vui câu niệm Phật quét trừ khổ đau. Mừng cho Phật tử chuyên cần ngày đêm bồi dưỡng tinh thần, mừng cho Phật pháp chân thành, mừng cho tư chúng ý lành khơi xanh. Mừng xuân cầu chúc muôn nhà niềm vui hạnh phúc chan hòa, mừng thay chân lý Phật đà một trời tươi sáng ngát hương đạo vàng. Ngày xuân Phật tử chúc mừng, mừng cho đạo pháp huy
thế giới bớt dần chiến tranh. Mừng ai vừa thoát ai hà, lìa xa tài sắc gian tà. Mừng ai Phật tánh quay về, về bên chánh pháp dưới chân Phật Đà. Mừng người dứt hết sân si mà về nẻo chánh quy đạo màu. Mừng người thoát cảnh lâm ly vui cơ niệm Phật quét trừ khổ đau. Mừng cho Phật tử chuyên cần ngày đêm bồi dưỡng tinh thần. Mừng cho Phật pháp chân thành, mừng cho cư chúng ý lành khởi sanh. Mừng xuân cầu chúc muôn nhà niềm vui hạnh phúc chan hòa. Mừng thấy chân lý vẫn đà, một trời tươi sáng ngát hương đạo vàng. Mừng thấy chân lý vẫn đà, một trời tươi sáng ngát hương đạo vàng. Mừng thấy chân lý Phật Đà, một trời tươi sáng ngát hương đạo vàng. Những chân trời ước vọng.
mặt nồng trong nỗi nhớ mênh mông. Tiếng chuông chùa dù lắng động hư không, tha thiết gợi nhức tấm lòng nhân ái, làm khô héo Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm Quý Mão âm lịch, nhập ngày 22 tháng Giêng năm 2023, là ngày lễ mừng đầu năm mới theo thông lệ âm lịch hàng năm tại Tổ đình Minh Quang Sydney. Vào giờ phút trang nghiêm thanh tịnh lúc 10:30, Chư Tôn Tăng Ni sẽ khai Đại Hồng Chung để đón mừng năm mới và đón mừng ngày lễ quan trọng đầu năm mùng 1 tháng Giêng âm lịch năm Quý Mão, để đón mừng và đón chào tất cả chư nam nữ Phật tử đồng hương Việt Nam và các sắc tộc khác, để hân hoan chào mừng một ngày tươi mới, khai mở cho một năm trọn vẹn hạnh phúc, an lạc và thịnh vượng. Vào giờ phút này, chúng tôi xin được thay mặt tăng đoàn khất sĩ Minh Quang Úc Châu và xin được thay mặt cho tăng ni trụ xứ Tổ đình Minh Quang, xin được hân hoan gửi đến toàn thể chư đồng hương nam nữ Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi, cũng như chư đồng hương Phật tử Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, một ngày mùng 1 tháng Giêng an lạc kiết tường, với lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, và đặc biệt là thực tập sống theo gương hạnh và ánh sáng trí tuệ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, để mang lại sự an lành vĩnh cửu thực sự cho cá nhân, cho cộng đồng và cho toàn thể nhân loại. Giờ phút này, chúng con toàn thể tứ chúng xin nguyện hướng về mười phương tam bảo, chư Phật Pháp, chư Hiền Thánh Tăng, chư Đại Bồ Tát, đồng thời cầu nguyện cho Long Thần Hộ Pháp, chư Thiên, tất cả các bậc thiện thần trong ngày mùng 1 tháng Giêng
khai mở đầu năm để ban lại sự hạnh phúc an lành cho tất cả nhân sinh thế giới, và đặc biệt là tại đất nước của chúng con đang trú ngụ tha phương Úc Đại Lợi và quê hương Việt Nam thân yêu. Xin được nguyện năng lượng thanh tịnh cao quý của ngày sơ khai đầu năm mang lại sự tươi mát an lành cho toàn thể thế giới, chấm dứt chiến tranh hận thù, và đồng thời cầu nguyện cho thiên tai nhân họa và đặc biệt là dịch bệnh được chấm tiêu trừ để thế giới được hòa bình, nhân sinh được an lạc, đời sống được thịnh vượng. Chúng con xin nguyện khai lên đại hồng chúng đại giác để tỉnh thức, trên thấu đến thiên đường, dưới thông về địa phủ, và mong rằng tất cả những ai đang mê lầm lạc lối vì si mê, vì tham vọng, gây nên sự đau khổ cho cá nhân, cho cộng đồng xã hội, hãy dừng bước để tỉnh giấc hôn mê. Và cũng xin nguyện cho tất cả chư hương linh, âm linh, tất cả những oan hồn uổng tử khắp nơi nghe được tiếng chuông triêu mộ tỉnh thức đầu năm được nhẹ nhàng và hưởng trọn vẹn mùa xuân thanh tịnh. Đồng thời chúng tôi cũng xin vận tâm thù thắng hồi hướng công đức cầu nguyện cho ngày lễ Phật đầu năm ngày mùng 1 tháng Giêng năm Quý Mão đến với tất cả quý đồng hương Phật tử Việt Nam và các sắc tộc đang có mặt tại khuôn viên của Tổ đình Minh Quang, Sydney, Úc Châu, thành tựu được vạn sự an lành kiết tường, sở cầu, sở ý như nguyện. Và chúc nguyện các Phật tử một năm mới được an lành, thịnh vượng và an khang. Đồng thời cũng xin được hồi hướng công đức của ngày đầu xuân đến với tất cả tinh thần của đồng hương Việt Nam trở về mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên, và cầu nguyện mái chùa luôn luôn sẽ là nơi che chở tinh thần, an ủi và đồng cảm với tất cả những tâm hồn và những mảnh đời bất hạnh trên khắp thế giới này. Xin được chia sẻ tất cả lòng đồng cảm của toàn thể chư nam nữ Phật tử đến với những người bất hạnh trên thế giới. Nhân ngày đầu năm, xin cầu nguyện năng lượng này sẽ ban tỏa khắp nơi để mang lại sự bình an như những giọt mưa đầu năm, thấm mát và an lòng tất cả những khổ đau, những bất hạnh, những chiến tranh trên thế giới. Nam mô cầu nguyện an lành, Nam mô tiêu tai tăng duyên thọ dược sư Bồ Tát, Nam mô tiêu tai tăng duyên thọ dược sư Bồ Tát, Nam mô tiêu tai tăng duyên thọ dược sư Bồ Tát. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nghiêm lắng thanh tịnh tiếng chuông, nguyện người nghe tinh thần
vượt thoát nẻo đau buồn. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới xa xôi, tâm tôi thầy đều nghe, siêu nhiên vượt thoáng vong sanh tử, giác ngộ tâm tư một hướng về. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tình lặng hân sầu thương. Tập mà buông tha thôi vẫn vương, lắng nghe kỹ tầng nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới xa xôi, tâm tôi mọi loài nghe, hỡi ai lạc lối xin dừng bước, tình giấc hôn mê thấy nẻo về. Nghe chuông phiền nào tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chung về anh niệm vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. An già ra để già ta ba ha, an già ra để già ta ba ha, già ra để già ta bà ha. Chuông đại hồng vừa vòng, tiếng kể xương đã vang trên vòng đến thiên đàng, dưới thông về địa phù. Nam mô minh giáo chủ cứu độ bồn tôn, cứu bạc minh đồ đại nguyện địa tạng vương bồ tát.
thường chung Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Truyền Phong Điều Võ Thuận Quốc Thời Dân An. Tam giới tứ sanh chi nội các miền luân hồi cửu hữu thập loại chi trung thoát ly khổ hại. Ngũ phong thập võ miền tao cơ căn chi niên nam mậu đồng giao cầu triêm nghiêu thuân chi nhật. Can qua đôn tận chiến mã hữu chinh trần địa thương vong câu sanh tình đồn. Phi cầm tàu thủ la vọng bất phùng làng từ cố tôn tạo hoàng lương tịch. Vô biên thế giới địa cửu thiên trường viện cận đàn na tăng viên phước thòm. Thiền môn nghiêm tình Phật Pháp hưng sùng thổ địa long thần an tăng hộ pháp. Phụ mẫu sư trưởng tồn vong tình lời lịch đại tổ nế đồng đăng bi ngàn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sao thời đều an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút, cầu xin Tam Bảo Thượng Gia Hồn.
nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sao thấy đều an lành. An lành trong mọi giây mọi phút, cầu xin Bồ Tát thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành. An lành trong mọi giây mỗi phút, cầu xin hộ pháp thường ủng hộ. Nam mô Tiêu Tai Tăng Diên Thọ Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Tăng Diên Thọ Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Tăng Diên Thọ Bồ Tát. Thỉnh chuông pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sinh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Dân tiễn chung dạng lễ Phật danh, suốt thống trên dưới hóa, ba nẻo sáu đường về tịnh độ, chinh cõi hóa nhanh. Nam mô Siêu Thập Địa Bồ Tát. Nam mô Siêu Thập Địa Bồ Tát. Nam mô Siêu Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.
Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm Quý Mão, ngày Tết Nguyên Đán đầu năm tại Tổ Đình Minh Quang thuộc Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Úc Châu, toàn thể tăng đoàn Khất sĩ Minh Quang, chúng tôi xin được hân hoan chào mừng tất cả chư nam nữ đồng hương Phật tử ở khắp nơi trở về đạo tràng, trở về ngôi chùa là bóng mát, là quê hương, để cùng nhau đốt nén tâm hương, cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho gia đình, cho bửu quyến, cho xã hội và cho thế giới một năm mới được vạn sự an lành, kiết tường, và đồng thời mọi sinh hoạt của toàn thể chư nam nữ Phật tử cũng như gia đình xã hội được trở lại bình thường, vượt qua các cơn đại dịch tai biến, và xin cầu cho tất cả thiên tai nhân họa khắp nơi trên thế giới được triệu tiêu để cho chúng sanh được an bình, được vĩnh cửu. Với tâm nguyện của Đức Phật Di Lặc Đương Lai Hạ Sinh là mang lại tình thương yêu, bao dung và hạnh phúc cho thế giới nhân sinh. Xin nguyện cho tất cả chư nam nữ đồng hương Phật tử hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm Quý Mão đến Tổ Đình Minh Quang được trọn vẹn công đức lành, thành tựu sở cầu, sở nguyện của các vị đều được như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Và theo chương trình tại Tổ Đình thì vào lúc 11 giờ chúng tôi sẽ khai lễ mừng xuân với hai giải pháo và các con lân để đón mừng mùa xuân trở lại một lần nữa đến với đất nước an bình Úc Đại Lợi. Và mặc dù trời mưa xuân nhưng mà tất cả các đồng hương Phật tử, những người con Việt Nam luôn luôn nhớ về nguồn cội, nhớ về văn hóa dân tộc và nhớ về sự đoàn viên của gia đình đã trở về đạo tràng tịnh xá và tất cả các ngôi chùa trên đất nước Úc Đại Lợi, vì mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vào giờ này các vị đã và đang vân tập vào bên trong khuôn viên của Tổ Đình Minh Quang. Chúng tôi xin mời các vị chuẩn bị trong giây lát để cho các con lân và các giải pháo chúc mừng đầu năm và đón mừng một năm mới thịnh vượng, mạnh khỏe và thành tựu sẽ đến với chúng ta và mang lại hạnh phúc cho khắp cả xã hội và thế giới. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Dạ đó. Đó, các vị thấy rằng trời mưa nhưng mà pháo nổ rất là giòn và rất là đẹp. Xin cảm ơn các vị ở trong ban tổ chức của đoàn lân và các vị ở trong ban tổ chức đã sắp xếp nữa là một dây pháo rất nhiều màu sắc. Và vào giờ này tất cả các cầu vồng tung bay ở khắp khuôn viên
của tổ đình Minh Quang để đón chào mùa xuân mới và đón chào tất cả những sắc thái tốt đẹp cao quý nhất của mùa xuân âm lịch, tức là mùa xuân Quý Mão, và mong rằng tất cả sẽ mọi việc sẽ đổi mới. Giờ này đoàn lăng đang phía trước để đảnh lễ và đón mừng Phật Đương Lai Hạ Sinh, Đức Phật A Di Đà, và chuẩn bị sẽ vào ở bên trong, và đoàn lân sẽ từ từ vào bên trong và búa bên trong chánh điện trên 200 mét vuông, cho nên xin các vị giúp đỡ là dành những chỗ trống cho lân, chừa đường đi để cho lân vào bên trong. Dạ năm bạn. Rồi, chúng tôi xin nhắc lại là lân đã vào bên trong. Các vị có thể vào bên trong nhưng mà những chỗ trống để cho lân múa. Xin các vị trong ban tổ chức là mời các vị mà coi đứng xa xa một chút để cho lân có thể múa. Bởi vì đoàn lân có thể biểu diễn hết nghệ thuật thì các vị phải dọn cho trống chút xíu. Dọn cho chúng ta dành những chỗ trống, chúng ta dành những chỗ trống trống cho lân múa. Chúng ta dạt qua hai bên, qua sát hai bên để cho lân có thể là biểu diễn. Đây nè, các em nhỏ đó. Bây giờ lân đang lễ Phật cho nên các vị cũng dạt trống. Chúng ta thấy rằng lân đang đảnh lễ Phật cho nên một lát các vị cũng lễ Phật. Và các vị cầu nguyện xin dạt ra. Các vị dạt ra để cho lân nữa là lui ra không? Để lân đụng. Chúng ta dạt ra để chúng ta nhờ cho lân múa. Quý vị nào mà muốn lì xì cho lân thì chuẩn bị. Quý vị nào muốn lì xì cho lân thì chuẩn bị. Trong lúc lân vừa múa và chào mừng thì lân đói bụng thì các vị phải cho ăn. Cũng như là các vị sau khi ở đây thì mời các vị xuống bên dưới, chúng ta sẽ có thức ăn. Thức ăn nữa là chúng ta có hai con lân màu xanh tức là đại diện cho hy vọng, ước mơ và hy vọng. Con lân màu hồng hoặc màu đỏ này tức là hạnh phúc và sự thành tựu. Mời cho các vị ai muốn thì cho ăn lân ăn. Vị nào muốn hạnh phúc và may mắn thì các vị cho con lân đỏ. Các vị muốn ước mơ hy vọng thì cho con lân xanh. Rồi, cả hai đều nghĩa là có sự thành tựu. Rồi. Cổ vũ lân đứng lên cao. Các vị cổ vũ cho lân thì nhớ cho lân ăn, cho tôi lân đói là lân nhảy không có nổi. Rồi. Lân bái Phật rồi, bây giờ các vị chuẩn bị. Rồi, xin chúc mừng, xin cảm ơn con lân và cho thêm một chút để cho lân. Rồi. Thank you.
bọt cho tên lớn là cho Lăng ăn rồi. Rồi. Các vị cho Lăng ăn cho nên Lăng đến rồi mới phun ra sự hạnh phúc bình an nha. Rồi, đây đây đây, cho Lăng đi một đây rồi coi. Rồi, nếu mà các vị nào muốn cho Lăng ăn để cho Lăng có sức thì cứ việc nghĩa là quan hệ cho. Rồi. Rồi, chúng ta có được nghĩa là cái không gian nữa là không có sợ mưa để cho Lăng. Các vị nào muốn tặng Lăng thì các vị có thể tự nhiên. Các vị tự nhiên tặng các con Lăng. Rồi. Rồi. Rồi các vị cho Lăng ăn để rồi nếu mà trời không có mưa thì Lăng sẽ đi ra cái tiểu cảnh của chúng ta múa và ra phía sau. Xin mời các vị là để ý dùng, tức là chúng ta còn thời gian để cho Lăng nữa là ở trong chánh điện. Sau khi ra trong chánh điện rồi thì Lăng sẽ ra bên ngoài, cho nên xin các vị nữa là quan hệ bây giờ Lăng nó đang gần đói bụng cần ăn, cho nên các vị cho Lăng ăn đó, cho Lăng ăn trước khi Lăng rời. Chúng ta có thời gian nữa là 5 phút nữa ở bên trong chánh điện để cho Lăng có thể bước bên trong chánh điện và cho Lăng ăn, cho nên là ở bên ngoài hết mưa nha, bên ngoài có mưa không? Rồi hai con lăng đang chuẩn bị. Rồi chúc mừng năm mới này lên. Cho Lăng ăn. We'll be right back.
bây giờ Lăng đang tập trung để chuẩn bị vào ở giữa trước đi. Rồi. Rồi Lăng. Bây giờ Lăng đang bái bái cái cây ra ngoài. Đinh. Lăng Lăng đang chuẩn bị rồi rồi khỏi chánh điện. Bây giờ chúng ta tiễn Lâm ra phía ngoài nha. Rồi, rồi. Rồi. Xin ra cho được Lâm. Để cho Lâm tiếp tục té. Rồi, 1, 2, 3. Xin chúc mừng ha. Cảm ơn các vị trong đoàn Lâm Đồng Tâm. 2, 3, lên. Xin ra. Rồi, xin hỏi lại. Chúc mừng, chúc mừng. Được, chúc mừng, cảm ơn. Rồi chúng ta nghĩa là đã hoàn thành một cái ngày nghĩa là khai mùng một đầu năm rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Chúng ta có đầy đủ tất cả nghĩa là các thế hệ người già, trẻ con và những người lớn. Xin được nghĩa là cảm ơn các vị trong đoàn Lâm. Và bây giờ chúng ta nghĩa là chuẩn bị để giờ ra ngoài. Xin mời đoàn Lâm được đi ra ngoài. Rồi rồi đã dân đầu ăn rồi 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 được rồi không bao giờ đầu ăn rồi 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 xin mời ra bên ngoài, dành hai lối đi, dành hai lối đi, chúng ta dành hai lối đi để cho Lâm ra bên ngoài. Bây giờ đoàn Lâm lên trên, xin dành phía trước cho Lâm đi ra ngoài. Lâm sẽ đi ra ngoài. Bây giờ Lâm đi ra cho nên các chị nhường cái đường đi. Còn ai nữa là còn nữa thì cho Lâm ăn để Lâm đủ sức xuống dưới, nữa là múa thêm một lát nữa.